Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, ông Trương Xuân Thìn, cựu bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận, đã có đơn tố cáo hành vi thông thầu đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các tổ chức liên quan việc đấu giá lô đất chưa sạch tại huyện Ninh Sơn. Theo đơn tố cáo, sáng ngày 10 tháng 1 năm 2020, ông Trương Xuân Thìn đến Trung tâm Đấu giá Hợp doanh Hải Đăng để theo dõi phiên đấu giá thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79. Tại đây, ông Thìn chứng kiến khoảng 20 người tham gia đấu giá bàn tính việc đấu giá lô đất này. Cuộc bàn tính kéo dài từ 7 giờ 30 phút đến gần 10 giờ cùng ngày do bà VTN khởi xướng trước khi phiên đấu giá bắt đầu. Vẫn theo ông Trương Xuân Thìn, giá khởi điểm thửa đất nói trên là hơn 900 triệu. Sau khi bàn tính xong, các bên thống nhất bỏ giá cao nhất là 1,2 tỷ đồng. Sau đó sẽ bán lại cho ông Hoàng An, người đang sử dụng lô đất này với giá 2 tỷ đồng. Sau khi thỏa thuận xong, những người tham gia đấu giá yêu cầu ông Hoàng An viết giấy nhận nợ bà VTN số tiền 880 triệu đồng. Đến 10 giờ ngày 10 tháng 1 năm 2020, phiên đấu giá diễn ra và y như kết quả của việc thảo luận trước đó với giá trúng thầu khoảng 1,2 tỷ đồng. Ngay sau phiên đấu giá vài phút, ông T, một người có thỏa thuận trong nhóm, viết giấy thỏa thuận bán lại thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79 này cho ông Hoàng An với giá 2 tỷ đồng. Ông Hoàng An đưa trước 200 triệu đồng cho nhóm người này kèm giấy đặt cọc. Theo nguyên bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận, ông làm đơn để tố cáo những người tham gia đấu giá đã có hành vi thông thầu, vi phạm luật đấu giá, làm thất thoát tài sản nhà nước. Thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79 được đấu giá xong từ năm 2020. Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể bàn giao thửa đất cho người trúng đấu giá. Theo tìm hiểu, hiện trạng trên đất đang được gia đình ông Hoàng An, chú thôn Hạnh Chí, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn xây dựng phân xưởng hoạt động kinh doanh hơn 17 năm qua. Năm 2000, ông An có mua lại lô đất hơn 6.000 m² dọc quốc lộ 27 của bà Lê Thị Hiếu, chú thôn Hạnh Chí, xã Quảng Sơn. Năm 2007, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 272, tờ bản đồ số 79 cho ông An trên phần diện tích đã mua lại của bà Hiếu. Trong đó có 400 m² đất ở nông thôn và 4.546 m² đất trồng cây hàng năm khác. Diện tích 1.116 m² đất còn lại nằm trong diện tích sử dụng của ông An mua của bà Hiếu. Cán bộ địa chính huyện Ninh Sơn giải thích chừa phần diện tích của các mốc lộ giới quốc lộ 7 và diện tích hành lang bảo vệ an toàn. Sau khi được cấp sổ, ông An xây dựng cơ sở nhà xưởng trên phần diện tích 400 m² đất ở và phần diện tích hành lang bảo vệ an toàn quốc lộ 27 trong suốt 17 năm qua. Đến ngày 10 tháng 1 năm 2020, Hội đồng đấu giá huyện Ninh Sơn đưa ra bán đấu giá thửa đất này với số ký hiệu thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79, có diện tích 1.116 m², chồng lấn diện tích ông An đang sử dụng. Trong báo cáo ngày 13 tháng 3, gửi Thanh tra huyện Ninh Sơn cung cấp thông tin về thửa đất đấu giá. Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn cho rằng, hiện trạng ban đầu thửa đất có một số đá lớn, nhỏ do Ủy ban Nhân dân xã quản lý. Đến khoảng năm 2008, gia đình ông Hoàng An san ủi để làm nhà xưởng cơ khí và sử dụng ổn định cho đến nay không tranh chấp. Tuy nhiên, khi Thanh tra huyện Ninh Sơn đề nghị cung cấp đầy đủ các thông tin về thửa đất thì Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn có báo cáo cho rằng không có hồ sơ lưu từ trước năm 2010. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn cho biết đã xem lại toàn bộ hồ sơ quy trình đưa ra đấu giá lô đất số 364 và phát hiện chưa giải phóng mặt bằng đã đưa ra đấu giá là chưa đúng. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, đơn vị đang đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn rà soát lại quy trình tổ chức thực hiện đấu giá thửa đất trên. Đồng thời mời người trúng đấu giá để giải thích, vận động xử lý, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và thực tiễn, tránh khiếu nại về sau. Liên quan đến việc đấu giá thửa đất trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có công văn chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn xử lý dứt điểm việc đấu giá thửa đất khi chưa giải phóng mặt bằng. Thửa đất này được đấu giá xong từ năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo quy định. Tuy nhiên, 4 năm qua vẫn chưa thể bàn giao thửa đất cho người trúng đấu giá. Lý do là thời điểm tổ chức đấu giá thửa đất vẫn còn tài sản trên đất của hộ gia đình ông Hoàng An đang sử dụng làm cơ sở kinh doanh máy nông cụ, không phải tài sản của nhà nước. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, tại thời điểm đấu giá, thửa đất trên chưa đủ điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai. Do đó, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn tổ chức đấu giá là chưa đúng quy định pháp luật. Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận cũng nêu, theo quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, thì điều kiện để đấu giá đất là khi đã hoàn thành xong giải phóng mặt bằng. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn cho rằng, theo hồ sơ được cung cấp thì thửa đất trên trước đây là đất đồi núi. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn nói chưa nhận được hồ sơ thể hiện thửa đất trên do xã quản lý. Khi được hỏi thửa đất trên do ông Hoàng An tự phục hóa hay lấn chiếm, vị lãnh đạo xã Quảng Sơn cho rằng ông Hoàng An đã lấn chiếm. Tuy nhiên đến nay, Ủy ban Nhân dân xã vẫn đang tìm biên bản thể hiện người dân này lấn chiếm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn cho biết đã báo cáo xin gia hạn thời gian xử lý vụ việc sau khi nhận đơn tố cáo của ông Trương Xuân Thìn. Vụ án Tân Hoàng Minh đã thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian qua. Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh là người bị tuyên mức án cao nhất 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện tại, bị cáo đã nộp đơn kháng cáo và yêu cầu giảm nhẹ hình phạt mà mình đang chịu. Theo đơn kháng cáo, bị cáo Đỗ Anh Dũng cho rằng mức hình phạt hiện tại là quá nặng. Đối với tội danh mà bị cáo bị kết án, bị cáo lập luận rằng hành vi phạm tội của mình không gây ra hậu quả nghiêm trọng và không gây thiệt hại lớn cho xã hội. Bị cáo cũng đưa ra lý lẽ về sự cống hiến và hòa giải của mình trong quá trình điều tra và xét xử vụ án. Bị cáo đã hợp tác với cơ quan chức năng, cung cấp thông tin quan trọng và thể hiện sự ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cũng đã nộp lại số tiền chiếm đoạt để khắc phục hậu quả. Bị cáo cho rằng việc giảm nhẹ hình phạt sẽ giúp bị cáo có cơ hội để tái hòa nhập và tái lập cuộc sống sau khi ra tù, đồng thời giúp gia đình bị cáo vượt qua khó khăn và tiếp tục hoạt động trong xã hội. Ngoài kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng nhận được đơn kháng cáo của một số bị hại, yêu cầu tăng hình phạt đối với các bị cáo và được tính lãi suất trên số tiền bị chiếm đoạt. Trước đó, chiều ngày 27 tháng 3, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên bản án sơ thẩm đối với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Tân Hoàng Minh. Cụ thể, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh 8 năm tù, Đỗ Hoàng Việt 36 tháng tù, có 7 bị cáo được hưởng án treo, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù và 30 tháng tù theo đúng tội danh truy tố. Theo bản án sơ thẩm, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn nên Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn. Bị cáo Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân 3 công ty gồm Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống không có thật giữa nội bộ các công ty để làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho tập đoàn. Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi thủ đoạn gian dối. Ngoài ra, các bị cáo còn thông đồng với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Các bị cáo còn ký các hợp đồng giả cách, chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền khống, thể hiện việc công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư khống làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu. Từ đó tạo niềm tin sử dụng pháp nhân thương hiệu công ty Tân Hoàng Minh để huy động chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư với tổng số tiền 8.643 tỷ đồng. Vì vậy, bị cáo Dũng bị xác định có vai trò cao nhất trong vụ án, cần áp dụng hình phạt cao hơn các bị cáo khác. Trong lời nói sau cùng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã bật khóc. Bị cáo trình bày, tôi trải qua phiên tòa với nhiều cảm xúc, đọng lại là sự ân hận nuối tiếc về những gì mình đã làm trong thời gian qua. Tôi xin gửi lời tới các nhà đầu tư mua trái phiếu Tân Hoàng Minh, lời xin lỗi chân thành. Tôi hiểu rằng các vị tin tưởng Tân Hoàng Minh nên mua trái phiếu. Ngày hôm nay, trước phiên tòa này, tôi thành thật xin lỗi các nhà đầu tư. Tôi thấu hiểu và xin chia sẻ những khó khăn của các nhà đầu tư. Bị cáo Đỗ Anh Dũng nói rằng con trai, gia đình, bạn bè của bị cáo đã cố gắng vượt bậc trong 2 năm qua để gom được 8.699 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án.